Chương 2. Câu chuyện quá khứ. Tuổi thơ hình thành nên con người. Như buổi sáng bắt đầu một ngày mới. John Milton. Jesse Livermore sinh ngày 26 tháng 7 năm 1877 tại Shrewsbury, bang Massachusetts. Cha mẹ cậu là Laura và Hiram Livermore. Cha ông là một nông dân nghèo, người luôn cố gắng kiếm sống bằng việc canh tác trên vùng đất New England khô cằn. Hiram Livermore đã mất khu trang trại đầu tiên khi Jesse còn rất nhỏ và cả gia đình phải chuyển đến Paxton, bang Massachusetts để sống với ông của Jesse. Cuối cùng, Hiram cũng dành dụm đủ tiền để mua một trang trại ở miền Nam Acton. Livermore nhanh chóng hiểu được việc canh tác trên những cánh đồng đầy đá sỏi của New England là như thế nào. Công việc đầu tiên của cậu là nhặt ra các viên đá to sau khi cày đất. Trong thời buổi chuyển giao thế kỷ nước Mỹ, kiếm sống trên một mảnh đất nhỏ ở Massachusetts rất vất vả, dù làm việc gãy cả lưng nhưng bạn cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Khi còn là một cậu bé, Livermore mảnh khảnh, gầy và hay ốm. Điều này dẫn đến việc cậu đọc sách rất nhiều, đặc biệt là một số báo và tạp chí cậu có trong tay. Cậu đọc ngấu nghiến bất cứ quyển sách nào mình có và trốn vào thế giới tư duy tưởng tượng mà những cuốn sách mở ra cho cậu. Livermore hay tưởng tượng và rất thông minh, có khả năng dùng tư duy để đưa ra các kết luận logic. Cậu không mất nhiều thời gian để rút ra kết luận rằng giấc mơ về sự thành công và những cuộc phiêu lưu của tuổi thơ sẽ không thể thực hiện được nếu không thoát khỏi cuộc sống trang trại ở New England. Cha Livermore là người dè dặt và kín đáo. Ông không dễ thể hiện ra là mình đang bị tác động bởi điều gì. Ông quản lý gia đình theo một khuôn mẫu, kiên quyết và thẳng thắn trong cuộc sống. Mẹ cậu thì ngược lại, âu yếm và nhẹ nhàng. Bà dành nhiều thời gian chăm sóc đứa con có năng khiếu của mình. Ở trường, Livermore rất giỏi toán. Trên lớp cậu có thể giải nhẩm phương trình và đưa ra đáp số, hoặc có thể đưa ra nhiều cách giải khác nhau cho một bài toán. Có lần cậu còn thách đố thầy giáo thi xem ai giải một bài toán phức tạp nhanh hơn. Cậu đã thắng. Livermore nhanh chóng tiến bộ trong môn toán và được theo học nhiều khóa học cao cấp để thỏa mãn sự khao khát được học thêm của mình. Toán học như một người bạn và nó đến với cậu rất dễ dàng. Cậu chỉ cần một năm để hoàn thành các bài toán ở trường mà bình thường phải giải trong 3 năm. Cậu có thể nhớ trong đầu rất nhiều con số và công thức. Các con số luôn phải đầu hàng trước một bộ não như máy tính của cậu. Khi Livermore 13 tuổi, cha cậu giải thích rằng giáo dục là không cần thiết đối với cuộc sống của người làm trang trại đơn thuần. Đến năm 14 tuổi, cha Livermore bắt cậu thôi học và đưa cho cậu những chiếc áo lao động. Cha giải thích rằng cậu sắp chính thức trở thành chủ trang trại và bắt buộc phải đóng góp cho chi tiêu của gia đình. Nhưng Livermore đã thông minh hơn. Cậu làm ra vẻ chiều theo ước mong của người cha, nhưng thực tế cậu trốn đi với sự ủng hộ của mẹ. Trong vòng vài tuần, với $5 được mẹ cho trong túi, cậu trốn khỏi trang trại và bắt một chiếc xe ngựa tới Boston. Cậu hiểu rằng làm như vậy là đúng. Cậu cần phải bắt đầu khám phá thế giới và thử vận may của mình. Trong khi chưa có kế hoạch gì đặc biệt, cậu vẫn biết là mình đang đi đúng hướng. Khi đến Boston, Livermore mới chỉ 14 tuổi. Tuy vậy, trong cái thế giới của người lớn ấy, cậu đã lập sẵn chương trình cho cuộc sống của mình và khắc sâu nó vào trong não. Cậu nhận ra giá trị của công việc nặng nhọc. Cậu có cái sức mạnh của sự lầm lì, ít nói và cái quyết tâm của người dân New England, những người chỉ quen làm việc với mảnh đất khô cằn, với thời tiết khắc nghiệt và với những rối loạn về tài chính. Hình ảnh người đàn ông trong Livermore dựa vào khuôn mẫu của người cha, lầm lì, chịu khó, cứng cỏi, xa cách, không tình cảm, quyết đoán, ít giao tiếp và là người độc tài trong gia đình. Hình ảnh người phụ nữ trong cậu chính là hình ảnh của mẹ cậu và các cô gái cậu gặp ở trường, hiền dịu, thông minh, đảm đang, tình cảm và giàu tình thương. Cậu cũng biết rằng phụ nữ có vẻ yêu mến và luôn đối xử tốt với cậu. Ở tuổi 14, cậu đã nhận ra rằng thành công, thịnh vượng và danh tiếng chỉ có thể đến trực tiếp qua lao động trí óc chứ không phải bằng lao động chân tay. Cậu cũng nhận ra rằng hành động là phải đếm được chứ không phải nói được, điều này thì Livermore học được từ cha mình. Nhưng chính mẹ Livermore đã cho cậu số tiền ít ỏi cần thiết để đi đến Boston cho cuộc sống mới. Cậu sẽ trả lại cho bà ngay khi có thể. Trả nợ đã ăn sâu vào cậu và đó là điều cậu bé đã làm trong suốt cuộc đời, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian. Livermore đến Boston năm hơn 14 tuổi, cuộc sống chỉ mới bắt đầu nhưng cậu không bao giờ quên những bài học khi còn nhỏ. Tuy nhiên, lúc này cậu cần tập trung vào tương lai của mình. Cậu cất giữ hình ảnh về mẹ và cha mình ở một ngăn trong tim và khóa chặt ngăn đó lại. Nếu muốn thành công thì Livermore không thể sao nhãng công việc. Khả năng dồn nén tình cảm, chia tình cảm thành ngăn cậu có được một cách tự nhiên. Livermore có thể làm việc mà không phụ thuộc vào tình cảm trong cuộc sống. Cậu đã chiến đấu cả đời để tách biệt hoàn toàn giữa công việc kinh doanh của mình với cuộc sống riêng tư, và cậu hầu như đã thành công. Ở tuổi 14,
Livermore có mái tóc vàng hoe, mắt xanh, gầy mảnh và thông minh với nụ cười duyên và hàm răng trắng đều. Cậu có lòng tự tin rất vững chắc. Livermore xuống xe ngựa ở Boston và đứng ngoài văn phòng Penn Webber một lát, quan sát kẻ ra người vào, rồi bước vào bên trong. Cậu quan sát những khách hàng đến và đi. Những thiết bị nhận điện báo giá cổ phần luôn kêu lách cách và sổ ra những vạt băng giấy màu trắng dài vô tận. Những chú bé dán bảng thì chạy lên, chạy xuống dọc theo cái bảng xanh có chiều dài bằng cả căn phòng như những vũ công trên sân khấu. Họ đánh giá cổ phần nhanh không kém người gọi cổ phiếu, thường là một khách hàng ngồi ở phòng dài đang quan sát cái băng giấy, kêu niêm yết giá hiện tại cho họ. Các vị khách ngồi trên những chiếc ghế đối diện bức tường, hao háo quan sát chiếc bảng dài, thỉnh thoảng đứng dậy, đến bên những người môi giới của họ như thể họ đang đặt cược trong cuộc đua ngựa vậy. Livermore quan sát thật kỹ từng hành động, tiếng kêu lách cách của những thiết bị nhận điện báo thông tin cổ phiếu, tiếng lách cách của phấn viết lên bảng và tiếng mọi người nói chuyện to, hào hứng. Tất cả những hoạt động đó khiến cậu rất hứng chí. Những ngón nó khiến cậu có cảm giác ngập ngừng chạm vào quả cầu thủy tinh của thiết bị nhận điện báo, tay cậu vừa nóng, vừa lạnh. Nó giống như một quả bóng trong suốt, do đó ngoại trừ bạn có thể đọc được vận may của nó thì bạn sẽ giàu như Croesus, người giàu nhất thế giới. Livermore quan sát. Mọi người đang giàu lên từng giây dựa vào những gì cái băng giấy vô cảm kia biểu hiện. Cậu không hề nghĩ đến thất bại. Cậu thích mùi của căn phòng này, đặc quánh với mùi thơm của gỗ, phấn, giấy và mực, cả sự phấn khích đầy sinh lực của con người, người ta pha cà phê và ăn ngay trên bàn. Cậu thích cái tinh túy này ngay từ giây phút bước chân vào văn phòng của Penn Webber ở Boston. Livermore đã đi quá xa trang trại. Cậu bảo như thế mặc bộ quần áo rộng thùng thình. Mẹ cậu để cậu còn có thể mặc được khi lớn lên. Cậu thấy người quản lý, ông ta hít một hơi thật sâu và vỗ vào vai cậu. Người quản lý này là một người đàn ông trạc ngoại tứ tuần. Ông ta nhìn Livermore và nhận ra một chú bé quê mùa, một quả bí ngô vùng nông thôn. Cháu muốn gì đây, cậu bé? Ông ta nhìn cậu hỏi. Một việc làm ạ. Cháu có biết gì về các con số không? Có ạ. Có thấy những đứa trẻ ngoài lối đi kia đang dán những con số không? Có ạ. Chúng ta đang thiếu một cậu bé viết bảng, một người được ta trông đợi nhưng chưa xuất hiện. Ông ta thăm dò Livermore. Cháu sẽ là đứa bé ấy chứ? Cháu sẽ không làm ta thất vọng chứ? Không thưa ông, cháu sẽ cho ông thấy. Ông ta mỉm cười, được, ta sẽ trả công cho cháu, chú bé ạ. Chính ta đã bắt đầu bằng cách ấy đấy, tức là làm một cậu bé viết bảng. Vâng, thưa ông, Livermore trả lời. Và hãy nhìn ta này, sau 25 năm, bây giờ ta đã là ông chủ nơi đây. Đừng bao giờ quên rằng đây là nước Mỹ, chú bé ạ. Bất kỳ ai cũng có thể làm bất cứ điều gì nếu họ quyết tâm. Bây giờ, ta không thể đứng đây nói ba hoa với chú cả ngày. Ta đang kiếm tiền. Cháu muốn có một công việc phải không? Vâng, thưa ông. Được, hãy cởi cái áo khoác của anh trai cả cháu ra chú bé và hãy bước lên hành lang này. Cháu không có người anh nào cả. Ta không bận tâm cháu có hay không. Ta chỉ giễu cháu chút thôi, nhóc ạ, vì cái áo của cháu rộng quá. Hãy bước lên đây đi. Chú mày chưa bị giễu bao giờ à? Người quản lý quan sát khi cậu bé Livermore lột chiếc áo khoác ra và leo thang lên hành lang. Cậu ngay lập tức nhặt một viên phấn cạnh một trong những cậu bé khác. Đây, nhóc, hãy cầm lấy cái này. Một thằng bé đưa cho cậu một chiếc áo văn phòng làm bằng lông len alpaca. Nhóc hả? Anh gọi tôi là nhóc. Anh cũng chỉ là một thằng nhóc mà thôi, Livermore nói. Tao không phải là nhóc. Tao đã làm công việc này 4 năm rồi. Thằng kia mỉm cười. Này chú bé, người quản lý gọi Livermore. Gì ạ? Livermore trả lời, e sợ rằng ông ta đã thay đổi ý định về công việc. Cháu chưa hề hỏi ta về tiền công. Vậy công sẽ là bao nhiêu ạ? Livermore trả lời. $6 một tuần, người quản lý trả lời. Và chú bé, không được làm như thế nữa, phải luôn biết thương lượng. Đừng lấy những cái mà tên kia đưa cho cháu. Có thể ta sẽ tăng lên $7. Ý ta là, ta đã cho cháu một đầu mối. Ta đã nói với cháu rằng ta đang cần một cậu bé. Cháu sẽ được nhận được nhiều hơn cháu có thể làm việc ở thế giới này. Hãy biết thương lượng. Vâng thưa ông. Người quản lý nháy mắt với cậu và trở lại làm việc. Livermore đã có một công việc và một bài học miễn phí về thương lượng khi đến Boston chưa được nửa giờ. Cậu quyết định tự mua cho mình một cái áo vừa vặn vì không muốn bị chế giễu về cách ăn mặc. Livermore tìm một căn phòng có bảng gần văn phòng Penn Webber và hàng ngày thức dậy rất sớm, luôn là người đầu tiên đến văn phòng, thường phải chờ người quản lý đến mở cửa. Cậu yêu thích mọi thứ trong công việc của mình,
làm một cậu bé viết bảng cũng giống như học đại học về thị trường chứng khoán. Livermore khám phá bí mật của văn phòng, ban đầu chú mù tịt, nhưng mỗi ngày qua đi, chú bé lại khám phá thêm điều mới lạ. Cậu hiểu rằng nếu có thể phát triển một hệ thống mua bán, thì cậu sẽ trở nên giàu có. Livermore tiếp cận với mọi thứ, từ cuộc nói chuyện của những người môi giới, khách hàng đến những thủ thuật và phiếu chào hàng dán lên bảng thông tin mỗi buổi sáng. Cậu học được lý thuyết sáng tạo về giao dịch mua bán vào thời gian nhàn rỗi và bữa trưa. Văn phòng là nơi kiếm tiền từ hoạt động thị trường chứng khoán. Mọi người đều là người chơi, Livermore và những đứa trẻ khác là một phần của cuộc chơi ấy, viết giao dịch thực lên bảng. Livermore nhanh chóng nhận ra những gì người môi giới, khách hàng hay báo chí nói không đáng tin cậy, thứ duy nhất quan trọng là những gì viết trên băng giấy. Băng giấy có cuộc sống riêng của nó và là cuộc sống quan trọng nhất, phán quyết của nó mới là cuối cùng. Cậu yêu thích hoạt động chân tay khi viết ít giá lên bảng, có một trí nhớ hình ảnh hoàn hảo khi chuyển thành số. Livermore chưa bao giờ tụt lại trong việc viết những ít giá dù chúng đến nhanh. Chúng vụt đến trong não cậu như củi chất thành đống. Cuối cùng, Livermore phát hiện ra những mô hình lặp lại trong các con số và bắt đầu ghi chúng vào nhật ký, phát hiện các quy tắc sóng nhất quán thường có xu hướng lặp lại nhịp nhàng. Cậu bí mật giữ cuốn nhật ký và không bàn luận với ai. Livermore biết rằng cậu sẽ luôn kiểm soát được trí tuệ lớn của mình. Nhưng cậu không biết liệu có kiểm soát được tình cảm hay không. Cậu đã quan sát mọi người trong văn phòng Penn Webber và biết rằng chính tình cảm sẽ cứu hay hủy diệt cậu, đặc biệt là vui mừng và lo sợ. Cậu quyết định đã đến lúc mua một cổ phần nhưng có rất ít tiền. Livermore sau này lấy vợ và có hai người con trai là Jesse Jr. và Paul. Ông đã kể lại nhiều lần về nơi mà ông tìm được những cổ phiếu rẻ, các văn phòng cá cược nhỏ dựa vào giá cổ phần hiện thời. Livermore biết rằng để thành công, cần phải có một hệ thống, khám phá các quy luật tự nhiên trong thị trường. Cậu nhận ra đa số người chơi đều thua lỗ vì không có kế hoạch, chỉ đang đánh bạc và chơi bằng linh cảm. Cậu yêu thích từng giây phút trong thị trường và sắp kiếm được tiền vì điều ấy. Sau 6 tháng làm việc, cậu đã ghi lại hàng loạt những cá cược trong cuốn sổ nhỏ, theo dõi chúng nhưng vẫn thiếu một phần rất quan trọng của phương trình. Livermore đã mua cổ phần đầu tiên, hiểu rằng chỉ khi thực sự mua cổ phần mới biết cách điều khiển bản thân. Giống như con bạc chưa bao giờ đặt cược, mọi thứ sẽ thay đổi khi quẳng tiền ra. Livermore hiểu rằng khả năng kiểm soát tình cảm sẽ quyết định thành công hay thất bại. Livermore không có vốn nên tất yếu sẽ bước vào những văn phòng cá cược, một thế giới do các ông trùm tội phạm kiểm soát. Bây giờ chỉ còn là vấn đề khi nào và như thế nào. Arnold Rothstein, được thế giới ngầm biết đến như là một bộ não kiếm tiền thiên tài, ban đầu là một con bạc nhưng trở thành ông vua của thế giới ngầm sau hàng loạt thành công lớn. Gia sản của ông ta rất lớn, với những vòi bạch tuộc tài chính vươn đến từng ngõ ngách của nước Mỹ. Hầu hết các văn phòng cá cược trong các thành phố lớn là một phần trong số rất nhiều cổ phần của Rothstein. Những văn phòng đó trông giống như văn phòng của một người môi giới nhưng thực chất là văn phòng cá cược dựa vào giá cổ phần hiện thời. Người giao dịch có thể mua ít nhất 5 cổ phần hoặc nhiều nhất số cổ phần mà văn phòng có thể cung cấp, trị giá hàng nghìn đô la. Livermore bước vào thế giới đó, nơi cậu học cách kiếm tiền và trở nên giàu có. Tôi không thể đánh bại phố Wall ngay lúc này. Tôi sẽ quay trở lại các văn phòng cá cược. Tôi cần một khoản tiền vốn, sau đó tôi sẽ quay lại. Anh không làm gì được đâu, Hudson nói. Anh có thể đánh bại các văn phòng cá cược, nhưng anh không thể đánh bại phố Wall. Trước hết, khi tôi mua hoặc bán một cổ phần ở một văn phòng cá cược, tôi đã dựa vào băng giấy. Khi tôi giao dịch ở doanh nghiệp của ông, chuyện ấy đã trở thành quá muộn khi lệnh của tôi bị đẩy xuống sàn. Ví dụ, nếu tôi mua nó với giá 105 và lệnh của tôi sẽ được thực hiện ở mức 107 hoặc 108, tôi đã mất đi biên lợi ngon ăn và hầu như thua cả cuộc chơi. Ở văn phòng cá cược, nếu tôi mua cổ phần dựa vào băng giấy, tôi sẽ ngay lập tức nhận được mức 105. Điều tương tự cũng đúng khi tôi muốn bán khống, đặc biệt là một cổ phần năng động nơi mà buôn bán diễn ra rất nặng nề. Ở văn phòng cá cược, ví dụ tôi đặt bán phiếu của mình ở mức 110 và nó thực hiện ở mức 110, nhưng ở đây nó có thể được thực hiện ở mức 108. Vì thế tôi sẽ nhận được nó từ cả hai phía. Nhưng chúng tôi cho anh những biên lợi tốt hơn ở những văn phòng cá cược, Hudson nói. Và đó chính là cái giết tôi đấy, S ạ. Hãy xem, với biên lợi thêm từ ông, tôi có thể chịu được một cổ phần. Không giống như ở văn phòng cá cược thì thay đổi 10% sẽ gạt tôi ra khỏi cuộc chơi. Vậy đấy, vấn đề là tôi muốn cổ phần, chẳng hạn tăng lên hoặc giảm xuống. Giữ cổ phần đó lâu hơn sẽ không tốt cho người đầu cơ như tôi bởi vì tôi đã cược là nó sẽ tăng lên. Tôi có thể chịu mất 10%, nhưng tôi không thể chịu mất 25% biên lợi. Tôi phải làm lại quá nhiều để giành lại tiền. Vậy,
Tất cả những gì anh phải mất ở các văn phòng cá cược là 10% bởi vì họ sẽ bán hết cổ phần của anh. Đúng thế, và hóa ra đó lại là may mắn. Tất cả những gì tôi từng muốn mất trong bất kỳ một cổ phần nào là 10%, Livermore nói. Bây giờ, ông cho tôi mượn tiền chứ? Một câu hỏi nữa. Hudson mỉm cười. Ông thích chàng trai trẻ này. Anh là một động lực có thể hợp tác, một động lực trí tuệ. Vì sao anh nghĩ rằng anh có thể quay lại đây lần nữa và đánh bại thị trường? Bởi vì lúc ấy tôi sẽ có một hệ thống giao dịch mới. Tôi coi đấy là một phần của sự tự giáo dục. Anh đã đến đây với bao nhiêu tiền, Jesse? $2,500. Và anh rời đi với món nợ hàng nghìn đô la, Hudson nói, móc ví và lấy ra $1,000 tiền mặt và đưa cho Livermore. Với $3,500 là anh có thể theo học tại Harvard đấy. Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhiều bằng sự tự giáo dục ở đây so với học tại Harvard, Livermore nói, mỉm cười khi nhận tiền. Không hiểu sao, tôi tin anh, Jesse. Tôi sẽ trả lại ông món tiền này, Livermore nói và cất tiền vào túi. Tôi biết anh sẽ trả. Hãy nhớ đầu cơ ở đây khi anh quay lại. Chúng tôi thích làm ăn với anh. Vâng thưa ông, tôi sẽ làm vậy, Livermore nói. Ed Hudson nhìn anh ra đi. Ông không hề nghi ngờ gì về việc ông sẽ gặp lại chàng trai này. Những lựa chọn của Livermore về đầu cơ tại các văn phòng cá cược bị hạn chế. Bờ biển phía Tây không hứa hẹn gì với anh, vì thế anh có ý định qua Trung Mỹ. Anh hướng tới St. Louis, nơi anh đã được nghe nói về hai văn phòng cá cược rất lớn. Livermore đi bằng tàu hỏa tới St. Louis, thuê một khách sạn, tắm rửa rồi tiến về phía một văn phòng cá cược đầu tiên. Đó là một doanh nghiệp lớn với một phòng trưng bày có sức chứa hơn 200 người. Anh bắt đầu thật chậm, dùng một cái tên giả và chơi dè dặt. Anh đã đầu cơ trong 3 ngày cho đến khi anh được chọn ra. Anh đã tăng số tiền cược của mình từ $1,000 lên tới $3,800. Vào buổi sáng của ngày thứ ba, anh được gọi đến văn phòng của ông chủ và được chào đón bằng "Xin chào, ông Jesse Livermore. Xin mời ngồi." Họ đã nhận ra anh. Họ bảo anh rằng anh bị cấm đến các văn phòng cá cược và phải rời đi ngay lập tức. Anh nhanh chóng đi sang một văn phòng cá cược khác, chỉ cách một ngôi nhà. Anh đến bên cửa sổ và bắt đầu chơi. 1.500 cổ phần BRT. Nhân viên thư ký vừa mới bắt đầu viết phiếu thì người quản lý đã xuất hiện và đứng trước Livermore. Tiền của anh không có giá trị ở nơi này. Chúng tôi không phải là những thằng khờ ở đây, tại căn phòng này, những tên khờ là những kẻ như anh đấy, Livermore. Ông biết tên tôi. Và cả cách chơi của anh. Ông ta đưa lại tiền cho Livermore. Nghe này. Không, anh hãy nghe đây. Anh nghĩ là tôi đã không nhận được điện thoại từ phía đầu đường về anh à. Bây giờ, tôi chỉ yêu cầu anh một lần này nữa thôi. Hãy mang thứ chết tiệt của anh ra khỏi đây đi. Nghe có vẻ không giống như là ông đang yêu cầu đâu, Livermore trả lời, lấy lại tiền của mình. Ngày tiếp theo anh đi tàu quay trở lại New York. Anh đến văn phòng của E.F. Hudson. Anh trả lại khoản tiền $1,000 mà anh đã mượn. Ông có lấy lãi không? Livermore hỏi với một nụ cười. Tôi sẽ lấy lãi từ phần hoa hồng của anh. Anh đã không mất nhiều thời gian nhỉ? Họ đã cho anh à? Đúng thế, họ đã phát giác ra tôi trong vòng 4 ngày. Anh đã làm như thế nào? Không hay ho lắm. Tôi đã quay trở lại là tôi như khi tôi vừa bước đến đây 6 tháng trước. Vậy bây giờ là Harvard hay là phố Wall đây? Không, hoặc là phố Wall hoặc là không đâu hết. Anh sẽ làm cách nào để có một hệ thống mới có thể đánh bại phố Wall trong vòng 4 ngày đây? Hudson hỏi. Tôi không phải đánh bại phố Wall. Tôi cần phải chiến thắng chính tôi, tình cảm của tôi. Đó là điều thông minh nhất mà tôi nghe được từ anh đấy, Jesse. Chúc may mắn. May mắn à? Đúng thế, Jesse. Tất cả chúng ta đều cần một chút may mắn trong cuộc đời. Bây giờ chúng tôi sẽ mở lại tài khoản của anh. Livermore đầu cơ trong vòng vài tháng. Nhưng khi anh tính tổng tài khoản của mình, anh mới nhận ra rằng anh thậm chí vẫn chỉ là trắng tay. Mặc dù rất tự tin, nhưng anh vẫn chưa lập được một hệ thống chiến thắng nhất quán để thao túng thị trường như anh đã làm với các văn phòng cá cược. Thế rồi một ngày, anh chàng tên Bill Sullivan bước vào văn phòng của E.F. Hudson và nói với Livermore rằng người quản lý của văn phòng cá cược St. Louis đã kiếm một món lãi béo bở trong một cuộc dàn xếp đua ngựa và đã chuyển đến bờ biển phía đông. Để tránh cảnh sát New York, ông ta đã mở một phòng tổ chức cá cược tại Hoboken, bang New Jersey, ngay phía bên kia bờ sông. Sullivan bảo Livermore rằng đó là một phòng chơi không giới hạn. Không có giới hạn nào về số lượng cổ phần mà người giao dịch muốn mua hoặc bán. Livermore chờ đến ngày Chủ nhật,
đi xung quanh vài vòng trước khi bước vào văn phòng cá cược của Hoboken. Vào những ngày chủ nhật thì văn phòng chỉ mở cửa đến 12 giờ. Văn phòng có quy mô khá rộng, một cái bảng ít giá lớn, một phòng trưng bày cho khách hàng và có đủ nhân viên thư ký để phục vụ khách. Livermore giả vờ bị câm và chơi vài lệnh lúc sớm. Sau đó, đến hơn 11 giờ, anh đánh cược 2.000 đô la tiền mặt và mua cổ phần trị giá 2.000 đô la. Những cổ phần này tụt giá và chỉ 5 phút trước khi thị trường đóng cửa anh bán khống hết bằng tiền mặt. Lợi nhuận của anh là 6.000 đô la. Anh đến thu tiền nhưng người thư ký không có đủ tiền để trả hết cho anh. Họ bảo anh quay trở lại vào thứ hai để lấy nốt tiền. Vào thứ hai anh xuất hiện, đang chờ anh chính là người đàn ông mà anh nhìn thấy lần cuối ở Saint Louis. Livermore, anh muốn gì? Tiền của tôi. Tôi đã bảo anh không bao giờ chơi trong cơ sở của tôi khi anh còn ở Saint Louis. Đây là New Jersey và tôi cũng không muốn anh chơi ở đây. Chẳng có tiền nào cho anh ở đây vào ngày thứ hai này. Trả tiền cho tôi, Livermore gằn giọng. Người đàn ông nhìn anh một lúc lâu. Này, ít nhất thì tôi đã chơi trung thực, không giống như cái trò đua ngựa phiêu lưu của ông, Livermore nói tiếp và nhìn chằm chằm. Nếu ông muốn kinh doanh ở cái xứ này thì tốt hơn là hãy trả tiền cho tôi. Một đám đông đã tụ tập phía sau Livermore. Anh nhắc lại, tôi muốn nhận tiền của mình. Tôi đã chơi đẹp và sòng phẳng. Anh đã bị cấm. Không phải ở đây trên đất Hoboken này. Bây giờ, trả tiền cho tôi. Cuối cùng người đàn ông gật đầu. Viên thư ký móc ra vài tờ ngân phiếu mệnh giá 1.000 đô la cho đến khi Livermore nhận đủ tiền, đủ 6.000 đô la. Livermore, tôi có một ông chủ rất khắc nghiệt. Vì vậy hãy làm ơn đừng bao giờ quay lại nơi này. Livermore nhìn vào mắt ông ta, gật đầu rồi bước ra. Anh cho tiền vào túi và nghĩ về tình huống vừa rồi trên đường trở về Manhattan. Ngày hôm sau anh gọi Bill Sullivan, người đã nói với anh về cái văn phòng cá cược. Nghe này Bill, cảm ơn anh đã gợi ý về cái nơi đó ở Hoboken. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện nhỏ. Như thế nào? Sullivan hỏi. Tôi sẽ cấp vốn cho anh và tôi muốn anh đi đến Hoboken và chơi vài ván nhỏ. Sau đó, khi đến lúc phù hợp, tôi sẽ cho anh lời mách nước. Vậy phần của tôi là bao nhiêu? 20% cộng với phí tổn đi đường. Tôi sẽ cấp vốn cho anh 1.000 đô la. Ok, Livermore. Livermore chờ đến khi Sullivan đã thích nghi và sau đó hành động. Anh bán khống và thắng được đúng 4.100 đô la sau khi trả 20% và chi phí. Livermore hiện đã có tài sản hơn 10.000 đô la và anh quyết định trong tương lai sẽ gắn chặt cuộc đời vào thị trường chứng khoán khi không còn văn phòng cá cược nào. Bây giờ anh đã bị cấm vĩnh viễn và sớm hay muộn thì Arnold Rothstein, bộ não, sẽ can thiệp vào và sẽ hỏi thăm anh. Nếu điều đó xảy ra, anh giữ được mạng sống đã là may mắn rồi chứ đừng nói đến giữ được số tiền anh đã kiếm được. Bên cạnh đó, anh đã lấy lại được gia tài của mình, lớn hơn bao giờ hết. Bây giờ nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh để sử dụng chơi chứng khoán. Bên cạnh đó, Livermore đã chán chơi nhỏ trong các văn phòng cá cược. Anh muốn chơi lớn hơn, một trò chơi hợp pháp thông qua những người môi giới được cấp phép, nơi mà số tiền kiếm được hay mất đi của người giao dịch là không giới hạn như anh đã phát hiện ra sau này. Đánh bại thị trường đã trở thành thách thức không bao giờ dừng đối với cuộc đời Livermore. Đánh bại thị trường không khác gì thuật giả kim, biến chỉ thành vàng. Thị trường biến giấy thành vàng và tạo ra may mắn cho những giấc mơ hoang dã nhất của bất kỳ ai. Thị trường là nơi 100 đô la biến thành 1.000 đô la, 1.000 đô la biến thành 1 tỷ đô la và 1 tỷ đô la biến thành 100 tỷ đô la. Tất cả những gì người đầu cơ phải làm là xác định sự thay đổi trước khi chúng xảy ra và, cũng giống như bất kỳ một câu đố nào, đáp số luôn nằm ở đây. Tất cả những gì người đầu cơ phải làm là đoán ra nó. Và Livermore rất tự tin rằng anh có thể tìm ra lời giải cho câu đố ấy.